Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình, xin kính chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong số 12 con giáp, con gà là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Vì thế mà những người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 luôn sôi nổi, yêu đời và tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng. Chính vì vậy mà trong tháng 8 âm lịch này, tuổi Đinh Dậu cũng có những đột phá về thành công trong công việc cũng như là sự nghiệp và kinh doanh. Tháng 8 do được quý nhân mang đến vận may tài lộc, con giáp này có thể nhận được nhiều lời khen thưởng trong công việc và cũng có thêm nhiều cơ hội để cải thiện nguồn thu nhập của mình. Mặc dù công việc khá là bận rộn và căng thẳng, nhưng bù lại bản mệnh vừa có tiền lại vừa có thêm rất nhiều những kinh nghiệm và trải nghiệm mới. Nắm được vận may của mình trong tháng 8 âm lịch này thì những gia chủ tuổi Đinh Dậu phất lên như diều gặp gió, không gì có thể cản được sự thành công của họ. Và không làm mất thời gian của tất cả quý vị nữa, ngay sau đây chúng tôi xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi bài phân tích tử vi của những người tuổi Đinh Dậu trong tháng 8 âm lịch. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe và chiêm nghiệm. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ Đinh Dậu sinh năm 1957 trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Người tuổi Đinh Dậu là người sắc sảo, hóm hỉnh, tài năng và quyết đoán. Đinh Dậu thích phiêu lưu và không ngừng tìm kiếm những miền đất mới để thám hiểm, thử thách chính mình. Thường thì họ sẽ thành công nhờ trí thông minh và sự hợp lý. Tính cách kín đáo và sự kỳ vọng quá cao ở những người khác khiến tuổi Dậu không thích giao du với quá nhiều loại người. Đinh Dậu chủ động và nhiệt tình, cởi mở, giao tiếp rộng rãi, họ có thể hòa đồng với nhiều loại người hơn so với các tuổi Dậu còn lại. Đinh Dậu tinh tế một cách tự nhiên và hết sức cuốn hút trong phong cách. Đinh Dậu chú ý tới hình thức của mình nhiều hơn tất cả các tuổi Dậu còn lại. Họ coi vẻ ngoài chính là tài sản quý và dành thời gian để chăm chút. Đinh Dậu tự hào về cách ăn mặc có phần bóng bẩy và đặc biệt chú ý giữ gìn hình ảnh của mình trong mắt công chúng. Người sinh năm Dậu nói chung coi tính logic, sự trung thực và năng lực làm việc hết mình là những điều quan trọng hơn cả. Họ thường không bằng lòng với những người không có đủ các phẩm chất nói trên. Tuy nhiên với Đinh Dậu thì mọi chuyện lại hơi khác. Nhờ khả năng nhìn nhận sự việc từ nhiều góc cạnh khác nhau, họ có thể bỏ qua sự khác biệt nhỏ trong khả năng của mỗi người trong khi vẫn giữ mục tiêu cao cho riêng mình. Phẩm chất này cộng với sức sáng tạo, tài năng và lòng can đảm giúp Đinh Dậu trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc. Sức khỏe của gia chủ Đinh Dậu trong tháng 8 âm lịch không được đánh giá tốt, suy yếu đi nhiều. Cần đặc biệt quan tâm đến các bệnh liên quan đến huyết áp. Gia đình cũng sẽ gặp những chuyện buồn đưa tới, vợ chồng con cái không được vui vẻ, dễ xảy ra bất hòa. Vậy nên trong tháng, cần điều chỉnh tâm lý, thay đổi một số thói quen sinh hoạt trước kia, hòa hợp với gia đình con cái và tận hưởng quãng thời gian về hưu, đúng nghĩa. Xét về thiên can, đinh âm hỏa gặp kỷ âm thổ nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Đinh Dậu nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Quý gia chủ Đinh Dậu sinh năm 1957, nếu vẫn còn đang theo đuổi sự nghiệp thì đây là một tháng khá thuận lợi đối với bản mệnh, nhất là người làm trong lĩnh vực hợp tác làm ăn có thể nhận được một khoản lời lãi nhất định. Người làm lãnh đạo, kinh nghiệm làm việc, sự nhiệt tình cứng rắn của bạn rất được lòng đồng nghiệp và sự tôn trọng của cấp dưới. Thời điểm này, bạn nên tham gia các hoạt động phúc lợi công cộng, đó cũng chính là một hoạt động ý nghĩa giúp bạn lấy lại tinh thần. Tuy nhiên, dù sao thì gia chủ cũng là người có tuổi, việc quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe, chớ nên suy nghĩ nhiều hoặc quá tập trung cho sự nghiệp, bởi như vậy sẽ đem lại tác động xấu cho sức khỏe của bạn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Đinh Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tình hình tài chính khá tốt đẹp, về cơ bản gia chủ vẫn duy trì được khoản tiền đều đặn hàng tháng từ lương hưu, tiền tiết kiệm, tiền cho thuê nhà cửa. Bên cạnh đó, gia chủ cũng nhận được sự quan tâm về mặt tiền bạc đến từ con cháu trong nhà. Tuy nhiên, mức chi tiêu của gia chủ trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện bạn không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách.
hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Tất cả những chuyện đó đều mất một khoản lớn trong thu nhập của con giáp này, khiến cho gia chủ rơi vào cảnh túng thiếu. Người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, có được khoản tiết kiệm phòng bệnh tật, ốm đau sau này. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng này gia chủ cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, không nên lao động quá sức, đặc biệt là khi đối diện với những biến cố của cuộc sống. Người tuổi này tránh suy nghĩ quá nhiều bởi mọi việc đâu có khắc đó. Người cao tuổi thường gặp các vấn đề về tim mạch, huyết áp, thần kinh, cần rèn luyện sức khỏe hợp lý, không làm việc quá sức. Các quý vị gia chủ tuổi Đinh Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Đinh Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Bước sang tháng 8 âm lịch Nhâm Dần, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho các quý vị gia chủ tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Những người tuổi Dậu cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Thỉnh thoảng trong cuộc sống, bạn có thể cãi nhau với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Ngay cả khi bạn giận dữ với nhau, nó sẽ không tồn tại lâu hoặc dẫn đến chiến tranh lạnh. Rốt cuộc bạn đã sống với nhau trọn đời, vì vậy bạn biết nhau rất rõ và có thể thể hiện sự cân nhắc và bao dung cho nhau. Tháng này gia chủ sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 năm 2022 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm đại dịch thổ, tháng Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu và tỵ thành kim cục, xung mão, hình Dậu, hại tuất, phá tý và tuyệt dần. Đối với những người tuổi Đinh Dậu trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 4 tháng 8 năm 2022, tức ngày 30 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Ất Mão, có nạp âm Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 8 năm 2022, tức ngày 11 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Đinh Mão, có nạp âm Lôi Trung Hỏa. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 8 năm 2022, tức ngày 23 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Kỷ Mão, có nạp âm Thành Đầu Thổ. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Đinh Dậu trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 5 tháng 8 năm 2022, tức ngày 31 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Bính Thìn, có nạp âm Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 8 năm 2022, tức ngày 12 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Mậu Thìn, có nạp âm Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 29 tháng 8 năm 2022, tức ngày 24 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Canh Thìn, có nạp âm Bạch Lạp Kim. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long thương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại
hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về tử vi của quý vị gia chủ Đinh Dậu trong tháng 8 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp tất cả quý vị có được những hành trang vững chắc để bước vào tháng 8 âm lịch với rất nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn chính là để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy thì quý vị cũng đừng quá bi quan vào cuộc sống này mà hãy vững bước tiến lên để hoàn thành sứ mệnh của cuộc đời mình quý vị nhé. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo được phát sóng trên kênh Phong Thủy Sa Cát. Và trước khi rời đi, quý vị đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để có thể trở thành người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin kính chào.